Lô, xin chào mọi người nha. Bữa nay mình với chị Ngọc đi chặt cây rau xăm xăm thái để gửi cho mấy bạn ở trên group. Đây nè, về xăm này là mình về mình chăm cành, mình cắm xuống đất là nó ra mới nó sẽ lớn như vậy không chị? Ừ, nó lớn về với điều kiện đất nó đặng tốt nha. Để quay tổng thể cho các bạn xem nha. Đây ba cái bụi sâm, 4 bụi. Không biết chị Thí xem được clip này không? Chị Thí nói là qua chặt thoải mái. Không, chị Thí nói qua chặt thoải mái cho mọi người nhiều chút. Chơi ít cự nữa hả? À, chơi ít chị Thí cự á. Bữa cho mọi người 5 cây chị thấy về la quá trời. Thúy nói là gửi ít quá mà sợ mọi người không có đất trồng. Gửi nhiều sợ mọi người không có đất trồng mà mọi người nhiều quá mọi người chăm nên mọi người thấy ngán. Mọi người thấy nếu mà đất tốt là 3 cây là mọi người ăn cũng muốn chịu rồi. Nên là đây khi mình ăn mình ngắt cái đọt mình nè mọi người. Nếu mà mọi người ăn nha, là mọi người lựa lá non thôi, đừng lựa mấy cái lá già. Này lá non giống vậy. Này. Này là lá non. Thì mọi người rửa xong mọi người dò cho nó nát ra. Dò ra xong rồi mọi người thái mỏng. Còn cái đọt này á thì mọi người lấy cái đầu đọt này nè. Lấy cái đầu đọt. Dài hơn xíu cũng được này, tại nãy mình bước ấy quá, xong rồi mọi người lột cái vỏ này đi. Lột cái vỏ này đi. Mọi người lấy cái thân ở trong thôi. Mình lấy thân trong mọi người xào. Này ăn chống lão quá nha mọi người. Nhiều tác dụng lắm nhưng mà cả tuần 10 ngày ăn lần thôi. Cái gì mà bổ quá ăn nhiều quá nó cũng phản tác dụng. Ăn vừa đủ thôi ạ. À. Là cái thân trong này là xào lên, xào với tỏi. Còn lá cũng vậy mọi người, lấy cái lá non. Ngay mấy cái đọt đầu của cây thôi nè, giống như. Đó, lá đọt đầu thôi, xong mọi người dò. Dò xong rồi thái mỏng mỏng ra xào. À, bạn nào trồng lên là xào thử đăng lên group cho mình coi với nha. Lâu không chị, trồng một nhánh bao lâu để à, cái đó là tùy đất đúng không? Dạ đúng rồi, tùy đất với lại tùy tài năng trồng của. Còn chỗ lũng tụi em trồng năm rồi vẫn chưa có ăn nên vậy. Vẫn qua đây. Vậy là bụi, vậy là bụi này hơn 1 năm đúng không? Đúng rồi, bụi này là gần 1 năm ạ. Gần 1 năm thôi mà nó. Tại vì cách đây nửa năm nó đã bự giống như vậy luôn rồi. À, tức là nó lớn tầm này là bắt đầu nó chững lại. Dạ. Lớn nữa. Chắc đủ rồi đó ha. Để đem về chặt ra từng khúc nhỏ nhỏ rồi gói hàng rồi gửi cho mọi người. Bye bye. Chào mọi người. Thì sau khi chặt xong thì nó như vậy nè mọi người. Ở về mọi người cắm cái đầu nhọn này xuống, đưa đầu này lên đó. Bây giờ chặt xong rồi sẽ gói hàng lại ha, gói lại đóng gửi tới cho mọi người nha. Đây, sau khi đóng xong mình nghe nha mọi người. 8 đơn.